Xin chào mọi người, lại là mình đây. Mình là Jenny đến từ Cao Số 8 và mình lại gặp nhau một video nữa của cuộc thi Trader kể chuyện, và ở đây là vòng 2. Ok, thì vòng 2 thì Jenny sẽ gặp gỡ những bạn thí sinh và mình sẽ lắng nghe câu chuyện của các bạn thí sinh để xem nếu như mà các bạn thấy thích video này thì cho các bạn thí sinh một like và một subscribe cũng như là comment để các bạn đó có thêm điểm để tiếp tục bước vào vòng 3 của cuộc thi Trader kể chuyện nha. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ gọi là hiện lên cái màn hình của bạn thí sinh nha. Hello. Hello, bạn nghe mình hả? Mình nghe. Ok, vậy thì giới thiệu với mọi người, đây là bạn Cường. Vậy thì bạn Cường, nói chung là bạn Cường thích ảnh danh cho nên là không có show cam, chỉ có mình Jenny show cam thôi. Vậy thì bạn Cường có thể giới thiệu bạn là ai, và bạn đến từ đâu, hoặc là một chút thông tin về bạn được không? Xin chào mọi người và coi Số 8 TV. Mình là Cường, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thì mình đang công tác ở bên một công ty về truyền thông. Thì mình cũng có tham gia thị trường crypto từ cuối năm 2016, đầu năm 2017, và có nghỉ giữa chặng 2018 và cuối năm 2020 mình có nghiên cứu và bắt đầu quay trở lại. Bạn tham gia từ năm 2016 2017 là cũng ra đây là 4-5 năm, mình thấy là cũng lâu rồi. Vậy thì không biết là trong cái quá trình mà mình tham gia, mình có gặp những cái câu chuyện hay là những cái chia sẻ gì không? Bởi vì thực ra thì Jenny đã đọc bài vòng 1 dự thi của bạn rồi, thì mình có thấy là bạn dính vào một cái dự án đúng không? Dự án sẽ bắt đầu bằng chữ B, thì chắc là mình xin phép là không nói tên dự án ở đây để nó không nó dính đi vào nhiều vấn đề khác á, thì mình nói là dự án B đi ha. Không biết là bạn có thể chia sẻ thêm về câu chuyện đó được không? Thì như trong bài viết ở phần 1 thì mình có chia sẻ, thì mình tham gia bắt đầu từ cuối năm 2016 qua một người bạn học chung Nguyễn Khuyến với mình. Thì Nguyễn Khuyến thì mình học ở cấp 3 thành phố Hồ Chí Minh, thì mình học từ năm 10, 11, 12, học 3 năm thôi. Thì cuối năm 2016 khi mà mình có tốt nghiệp xong á, thì đi dự họp lớp với một nhóm bạn, thì có gặp lại bạn của mình. Thì bạn của mình mới giới thiệu là hơn một tháng nay tao vừa mới tốt nghiệp nhưng mà chưa có việc gì làm, tao mới kiếm được cái này đầu tư khá là hay. Mỗi tháng tao kiếm được thêm từ mấy triệu tới mười mấy triệu, còn hiện tại thì thu nhập của tao đã lên tới hơn 1.000 đô một tháng. Hôm đó thì mình khá là bất ngờ, thì gần như không biết gì về cái này, thì bạn mình mới cho mình xem. Thì lúc này thì mình nói giới thiệu đây là một dự án gọi tắt là B. Nếu như mà hồi ngày đấy 2017 các bạn tham gia có thể gọi biết dự án mở đầu của nó là lending, nghĩa là cho vay và trả lãi. Thì trước cái dự án B thì có một số dự án trả lãi như là Petra Holding, thì cái này chắc là mọi người đều biết rõ về cái dự án này, thì nó cực kỳ nó là nền tảng mở đầu cho dự án lending. Thì về sau này là bắt đầu của dự án B. Thế mà các bạn tham gia sau thì có thể không biết của nó, nhưng mà những người tham gia đời đầu thì dự án này cực kỳ nổi tiếng, và cũng tại Việt Nam thì rất nhiều triệu phú trẻ bước ra từ đây. Thì khi mà mình mới bắt đầu tham gia cái dự án này thì mình cũng đắn đo, vì nghĩ là làm gì có chuyện từ tiền ở đâu mà từ trên trời rơi xuống một cách dễ dàng như thế được. Thì mình mới hỏi bạn làm như thế nào, mình mới xin tài liệu, nhưng mình cũng thực ra lúc đấy thì mình làm gì có tiền được đâu đầu tư. Thì mới học sinh từ 12 tốt nghiệp ra trường, trong tay là mình có quá 5 triệu, thực ra lúc đấy mình có hơn 2 triệu, thế là 2 triệu là khoản tiền tích góp để dành đi, còn 3 năm 10, 12 thì chỉ có học chứ không có đi làm gì hết. Thì chỉ có một khoản dư nhỏ nhỏ đấy. Thì sau đấy khoản Tết về thì mình mới nghiên cứu lại. Thì cái khoản này trong cái dự án thì có nói là người dùng có thể tham gia cho vay và được dự án trả lãi hàng tháng có thể lên tới 35-45% một tháng, nghĩa là các bạn bỏ vào 100 triệu thì cuối tháng các bạn có thể thu về tới 45 triệu vào lúc tối đa. Bạn có thấy kỳ lạ không? À, khi không làm gì hết nên cuối tháng bạn vẫn nhận lãi đều đều. Thực sự thì đó là một cái kích thích lòng tham với mình. Thì mình mới bắt đầu, nếu như mà mình tham gia gói nhỏ nhất ở đây là gói 100 đô và trong dự án có gói to nhất là gói 10.000 đô, thì đấy mình thử suy nghĩ là nếu mình bỏ vào 100 đô mất thì mình chỉ mất có 100 đô thôi, nên nó cũng không ảnh hưởng gì tới mình sau này. Và thế là mình bắt đầu hành trình đi vào dự án B. Thì sau khi mà mình đã quyết định tham gia vào dự án B thì mình nhắn lại với thằng bạn mình thì làm sao để tham gia dự án này. Thì nó bảo là bạn không thể tham gia dự án này một mình được, và
bạn phải đi theo tôi sẽ hướng dẫn bạn. Thế là nó dẫn mình tới một quán cà phê ở bên gần trường cũ. Thế là nó gặp anh upline ở trên, tức là cái tuyến trên của nó giới thiệu nó vào tham gia hệ thống. Thì sau này mình biết đây là lần đầu tiên mà mình bị lừa vào đa cấp, nhưng mà thực sự lần lừa này nó quá xứng đáng, mình không có gì phải nuối tiếc nữa đâu. Thế là anh này mình gọi tắt là anh T đi, về sau này biết là anh T này cũng có máu mặt lớn ở trong thị trường. Thế thì anh ấy giới thiệu với mình kể về tiềm năng tương lai của dự án này, và mình bắt đầu biết về Bitcoin của anh ấy kể chuyện. Thì đây sẽ là đồng tiền giúp mọi người để thanh toán xuyên quốc gia, thay vì như mọi người phải chuyển tiền liên qua các ngân hàng, rồi từ ngân hàng này liên qua về với Việt Nam, và hàng loạt chi phí thì nó khá phức tạp. Nhưng mà chỉ với Bitcoin thì mọi người chỉ cần một cái địa chỉ ví và một cái click thì mọi người đã có thể nhận tiền được rồi. Thì mình thấy ồ, quá tuyệt vời. Thế là anh ấy bắt đầu dẫn dắt vào một câu chuyện trả lãi. Thì mình sau khi mà anh ấy kể trả lãi thì hàng tháng mức thu nhập của anh ấy lên tới 1 tỷ một tháng. Nhưng không phải làm gì hết. Sáng là chỉ biết là đếm và nhận tiền. Ngày hôm nay ăn gì, cuối tuần tiêu gì, đi chơi đâu với bạn bè. Ồ, mình thấy đây có thể là... Nghe nó sướng quá hả? Nó ào ào đúng không? Ừ. Và có vẻ anh ấy tự do về tài chính. Và thế là mình quyết định giờ mình không còn gì để mất cả. Có hơn 2 triệu mà mất thì có sao đâu. Thế là mình quyết định tham gia vào dự án này. Sao như vậy? Mình hỏi là bởi vì bạn nói là bạn không còn gì để mất á. Thì cái này là kiểu như là bạn chơi để sổ số thôi, hay là lúc mà bạn đang thiếu tiền thì bạn vô để kiếm cơ hội, để đợi cơ hội kiếm mình? Mình nghĩ là cả hai, tại vì lúc đó mình cũng chẳng có gì để mất cả. Rồi mình có một khoản tiền nhỏ như vậy, nếu mà tham gia mình kiếm được tiền thì coi như ok, mình cũng dư dả, mình gia tăng được số vốn của mình lên thì mình thấy khá là ok. Thì tại sao lại không tham gia nếu mà bạn mình có tham gia như vậy? Thì mình cũng sẵn sàng thôi. Thì hồi đấy mình cũng chưa biết gì, thì mình nghĩ có thể là do lòng tham hay tìm kiếm cơ hội thì điều đó đều đúng cả. Thì mới bắt đầu thì hồi đấy mình nhớ không nhầm là mình vào gói với giá token của dự án đấy là lúc 1.2 đô, còn Bitcoin hồi đấy là đang giá là 3.400 đô, quá rẻ so với bây giờ là mức 66.000, quá rẻ. Thế là mình tham gia một tháng đầu tiên thì hệ thống trả lãi cực kỳ ổn định, gần như ngày nào mình cũng có lãi. Nếu tính, các bạn có thể tính trung bình là một ngày dự án có thể trả lãi cho các bạn đều từ 1 tới 1.5%, quá ok. Thế là hơn một tháng đầu thì mình nhận lãi đều. Tới tháng thứ 3 thì mình có gặp lại bạn mình và thằng bạn thân cùng với mình đi cà phê, thì mình mới biết là thằng bạn thân mình đầu tư rất nhiều vào đây, và nó đã mượn gia đình hơn 1 tỷ để đầu tư vào đây. Nó đã thuyết phục bố mẹ nó hơn 2 tháng trời và nó đã trả lãi thêm được hết cho gia đình, tức là trả được cái phần gốc bạn ấy mượn của gia đình và trả hết lại cho gia đình. Thì tới lúc này mình mới ngỡ ra là làm sao mà tụi mày có thể kiếm được cái khoản tiền nhanh như vậy và đảm bảo. Thì thằng giới thiệu mình nó bảo là tất nhiên thì không phải là ai cũng nạp một số tiền lớn như thế này vào, mà tụi tao còn biết cái cơ chế giới thiệu người vào hệ thống. Tức là ở tầng đầu thì các bạn giới thiệu vào tầng thứ nhất thì có thể là 8-10%, còn tầng thứ hai sẽ là 5%, tầng thứ ba là 3%, và tầng thứ năm là từ tầng thứ năm đổ đi là 1%. Tức là ví dụ, tức là khi mà các bạn kích hoạt gói 100 đô thì các bạn chỉ cần giới thiệu người sau vào, người ta mở gói 10.000 đô thì các bạn sẽ được 800 đô từ cái gói đấy. Tức là tài khoản của bạn đã từ 100 cộng với 800 thì các bạn đã lên được 900 đô. Có phải là kèo này quá thơm đúng không? Thế là mình bắt đầu suy nghĩ là làm sao để mời người ta vào. Hồi đấy thì mình có đang nghiên cứu về chứng khoán, nên là có đi chơi và tham gia với một số anh, thì mình bắt đầu chia sẻ cái này trước khi mà mình đi học nghĩa vụ quân sự, học của kỳ 1 của sinh viên năm nhất. Thì mình chia sẻ cái này thì các anh tham gia thử, có người tham gia 1.000, có người tham gia 5.000, có người tham gia 100 chỉ để test. Nhưng một tháng sau khi tham gia, các anh được trả lãi quá ổn định và đầy đủ, kết hợp với giá token tăng giá liên tục, tăng từ 1.2 lên tới hơn 50 đô, tức là x 50 lần. Cái đấy, có những người mới chỉ vào được 2 tuần đã hồi vốn, hồi gốc và họ rút ra.
thấy đây là một cơ hội quá tuyệt vời, họ cảm ơn mình tới đích luôn. Thì cái tài khoản của mình cũng được tăng lên một phần từ đấy khá là nhanh, từ 100 đô lên tới hơn 4.000. Và mình tiếp tục tái lãi vào gói liên tục như vậy. Thì sau khi mà cứ có lãi thì mình sẽ quy đổi hết ra token và chờ token tăng giá thôi. Thì tức như là vậy, bạn không có rút ra mà bạn tái đầu tư luôn để được lãi tiếp. Thì tới cuối, như các bạn biết là tới cuối năm 2017 thì là cái Bitcoin lên đỉnh, là từ 3.400 vọt lên tới 10.000, rồi 12.000, rồi 16.000. Và dự án nó cũng lên đỉnh của thị trường luôn, là đồng token nó cán mốc 470 đô rồi. Và cả hệ thống dự án nó đứng top 7, nói chung là ở trong top 10 vốn hóa của tổng thị trường crypto, tức là dự án nó quá lớn, hơn 1 tỷ đô. Vì cái dự án này khiến mọi người, tất cả các nhà đầu tư đều tin tưởng, và lúc đấy là độ FOMO thực sự xảy ra, thì tất cả các thị trường quốc tế đều tham gia, hệ thống lớn mạnh quá nhanh rồi. Hàng loạt các dự án lending ở đấy ra đời, ví dụ như đồng Unix chuẩn lửa, rồi có UCoincat của Thế Cương, Homeblock của Đức. Mình nhớ những đêm là mình phải thức đêm tới 1-2 giờ sáng cùng với mấy đứa nữa chỉ để canh mua ICO từ vì có lãi canh từ dự án đấy. Bạn có nhớ những thời điểm đấy đúng không? Có người thuê cả tiệm net chỉ để ngồi mua ICO. Chính xác. Và đỉnh điểm là vào tháng 12 mình với hai đứa nữa có canh mua ICO của Hetcha. Bạn có nhớ Hetcha không? Có. Chính xác, nếu mà trong thị trường đấy, nếu mà về lending thì dự án B thì đó là vua, còn Hetcha thì sẽ là hoàng hậu. Và cái khoản mình thu được từ Hetcha mình cũng khá là lớn, hơn 10.000. Thì sau khi mà dự án B lên đỉnh hơn 400 mấy thì mình có cut out ra hơn 10.000, để ở trong lại còn khoảng 4.000 nữa. Thì 10.000 đó mình có rút khoảng 5.000 chơi ICO của Hetcha từ 0.1, nhưng mà chỉ mua được có mấy nghìn thôi, cũng không mua được tại vì quá nhiều người mua. Lúc đó mạng nghẽn liên tục, vì cứ web cứ F5 liên tục, nói chung là mua được cũng hên xui. Thế là sau khi mà mình mua được thì cái dự án đó của mình và một người bạn nữa, hai người chung tiền mua một gói, thì cái số lượng tiền bỏ vào Hetcha lúc đấy sau khi xx từ token thì nó hơn lên tới hơn 45.000, tức là hơn 1 tỷ. Thì bọn mình lại mở gói vào trong Hetcha, lại chơi tiếp tục như dự án B. Và mình suy nghĩ nếu như mình chơi dự án B, chơi hết trả tiếp từ tháng 1 tới tháng 12 thì bọn mình sẽ có đâu đó khoảng 4-5 triệu đô. Thì lúc đấy bọn mình chả cần phải làm gì hết, với mức lãi sinh lời từ 45% tới 55% cơ mà một tháng, chưa kể tới việc mà mình có chơi token, tức là cứ rút ra lãi hoặc là mình quy đổi hết về token, xong mình chờ giá tăng lên rồi mình bán ra đô, xong rồi giá tụt mình lại mua lại token, tức là để tăng số lượng token nhanh nhất có thể. Thì lúc đấy lượng token mình tăng gấp 3, gấp 4 lần. Rồi với những người anh mà lúc trước có thắng lợi ở thị trường B, họ quay lại hỏi mình là em ơi, giờ còn dự án lending nào ngon không cho bọn anh vào với. Thì lúc đấy mình mới nảy ra ý định là tại sao mình không mở một quỹ nhỏ để gọi vốn những anh đấy chung vào gói của mình. Đấy chính là mấu chốt của vấn đề xảy ra sau này. Thì khi mà mình mở một cái quỹ nhỏ đấy thì mình có ký cam kết với các anh ấy là nếu như thua lỗ thì mình sẽ hoàn trả 50% gốc của các anh đấy vào gói của mình, và 50% còn lại thì các anh phải chịu mất, và tương ương đó là cái giá trị cơ hội. Thì các anh ấy đồng ý, tại vì khoản lãi mà các anh ấy rút ra từ dự án B nó chỉ là so với dự án B thì nó là chắc đâu đó khoảng 1/2, 1/3 gì đấy, bỏ vào thì cũng không sao. Thì như mình gửi thì có tổng token lúc đó mình cầm cho Hetcha lên tới hơn 17.000 token. Thì nếu mà tính so với thời điểm Hetcha lên tới đỉnh là 50 đô,
tức là trong cái quá trình mà mọi người tham gia dự án landing của Hetcha thì trong roadmap của Hetcha có thông báo là từ nay tới tháng 4 dự án sẽ làm bằng mọi giá để phát triển và tăng giá token từ 0.1 lên 5, từ 5 lên 50 đô. Tức là lúc mà mình cầm hơn 17.000 Hetcha gói chung của 4 của 5 người là có quỹ của mình và của bạn mình, thì đâu đó nếu mà bạn tính 17.000 nhân cho giá 30 đô thì ở đấy mình cầm hơn 500.000 cho cái khoản đấy. Con số đấy nó thực sự nó quá khủng khiếp. Thì và rồi một sự kiện nó xảy ra là sau khi hết chu kỳ thứ nhất của Hetcha, tức là hết 3 cái tháng đầu tiên, là mọi người đã rút được hết gốc ra ngoài và bọn mình không rút, bọn mình tái lãi chơi gói thứ hai. Thế là Hetcha bắt đầu khóa cổng nạp. Những vị leader tại Việt Nam bắt đầu náo loạn, rồi pitch dự án B sập, tất cả thị trường đều rung động. Lý do sập thì mình nghĩ không nhầm là do bit là một cú drop thẳng từ 19.000 về thẳng 14.000. Thế là mọi người suy nghĩ là giờ bit không còn tăng nữa thì không còn khả năng, cái dự án không còn khả năng trả lãi nữa thì nó sẽ bắt đầu sập thôi. Thì tối 16 tháng 1 mình có đọc thông tin trên thị trường là các dự án lending đang có dấu hiệu sập, và sáng 17 tháng 1 thì mình gần như bị sốc. Thằng bạn mình gọi qua cho mình, hệ thống sập, website sập, tất cả đều không rút được tiền. Vậy thì mình khá là bị sốc, thì tiền cầm khá nhiều của mọi người ở trong đấy, rồi cả của thằng bạn mình nữa. Bạn mình chỉ rút gốc ra thôi, còn lãi thì nằm ở trong đấy, nhưng lúc sau nó lại mượn gia đình, nó lại nạp vào để nó tăng gói. Thì đấy lại là điểm dở về sau, khi mà cả hai đứa đều làm sự FOMO, kiểu quá tham lam ở trong đấy. Lúc đấy bọn mình chỉ có đi học với chơi cái đấy thôi, chứ cũng chẳng có làm gì bên ngoài cả. Nên là nếu mà các bạn hỏi mình có thu nhập gì khác không thì chưa không, mình chỉ có đúng một nguồn duy nhập thu nhất lúc đấy thôi. Nếu như mất nó thì mình cũng chẳng có gì để bù vô, đấy chính là con dao hai lưỡi. Thì khi mà gọi lên thì dự án sập, tất cả mọi thứ đều sập, mọi người đều bán tháo. Dự án B rơi thẳng từ 400 mấy chục đô rớt đùng xuống còn hơn 150 đô, rồi 12 giờ sau rớt thẳng xuống 60 đô, rồi dự án khoán nạp rút. Thì tất cả mọi người mới sực tỉnh, tất cả đều mất hết. Và thế là cả lũ mấy đứa mình đi họp cà phê thì quê chiến tích, nhất là thằng bạn mình, nó có mượn cùng gói của các mấy anh lớn ở Đà Lạt, với nâng quỹ của nó lên cả từ Hetcha thì tổng của nó mất hơn 5 tỷ. Đấy là nó kể với mình, còn thực thì mình cũng không biết chính xác. Nếu mà độ tuổi năm nhất, sinh viên năm nhất thì nghĩ 5 tỷ thì quá nhanh, chỉ trong vòng 1 năm, hơn 1 năm. Thì có người thì, đúng rồi, có người thì mất hết khoản tiền của gia đình và mất hết cả niềm tin của gia đình. Thì may mắn là mình đi lên từ con số 0, mình không muốn ai hết, chơi bằng tất cả những gì mình có. Thì đối với phần sau khi mà dự án sập thì mình có thông báo lại với các anh, chứ mình bảo là dự án sập rồi và chuyện mất tiền trong đầu tư thì em nghĩ các anh cũng sẽ hiểu được. Thì bọn anh cũng kiếm được khá tiền từ dự án B, có người mua xe, có người mua được nhà từ đấy. Vì xuất phát điểm của họ là làm kinh doanh thì họ đã có sẵn cái nguồn tiền lớn. Thì sau khi thua dự án này thì mình có bảo với các anh là giờ em không có đủ sức để trả cái này. Thì em nghĩ là với cái khoản mà sinh lời từ dự án B em đã giới thiệu với anh thì hy vọng các anh sẽ xin xóa cho em cái đấy. Thì một phần còn lại thì như trong bản cam kết thì em sẽ cố gắng hoàn trả các anh trong thời gian sớm nhất. Và thế là mình bắt đầu nghỉ dần từ thị trường đấy. Thì lúc đấy, lúc mà mình nghỉ thì chỉ còn trong tay đâu đấy hơn 3.000 là tài khoản mình bỏ bên ngoài, có mua altcoin rồi mua bit ở đấy, có chơi mấy con linh tinh như ADA, RP, RTC, chơi chỉ lướt kiếm sống qua ngày chỉ để trả nợ với có làm thêm. Rồi mình cũng bán hết, tại vì càng thị trường đau trên mà càng chơi càng lỗ. Mình bán hết tất cả mọi thứ để trả hết luôn cho các anh. Rồi lúc đấy thì Grab mới về Việt Nam,
thì đấy các bạn biết rồi. Thì nếu mà chạy đi chạy Grab thì một ngày các bạn kiếm không dưới 500.000, thì mình quyết định chạy Grab, tại vì lúc đấy chạy chỉ có chạy Grab thì mới đủ sức để trả nợ. Thì vừa chạy Grab vừa tối học thêm, rồi tối chạy được bà chị tổ chức mình có giúp đỡ trong thị trường B, thì bà chị kêu chạy qua đây chị giúp đỡ em học về marketing rồi chạy quảng cáo cho shop, chị trả lương cho em mỗi tháng 2-3 triệu một tháng. Thì mình ok, lúc đấy thì thời gian mình đi học ở trên chặng đường chẳng có bao nhiêu, chắc đi học buổi sáng rồi chiều mình đi làm, tối mình cũng đi làm. Đấy thì từ đấy thì mình cũng bén duyên với nghề marketing, digital marketing mình từ đấy. Xong được hơn 1.5 năm thì mình cũng trả nợ xong. Mình nhớ nhất là cái giai đoạn đấy trả nợ là mình có đi vay. Vay ở dưới dạng là vay sinh viên, có những gói Uniloan là gói vay sinh viên gói 5 triệu các bạn trả dần trong 3 tháng. Thì về sau thì mình mới biết là cái gói vay đấy cho trả lãi cắt khoảng lên tới 20%. Nhưng mà lúc đấy cũng chẳng có cái nào khác, phải vay thì mới trả nợ được. Thì mình cứ vay hết rồi trả nợ, xong rồi lại trả lãi, rồi lại thì nhớ đâu đấy mình tái vay 4-5 lần thì hơn 1.5 năm mới trả nợ hết. Thế là trở về cuộc sống bình thường, cái mệt mỏi quá phải nghỉ hơn 1.5 năm. Thì lúc đấy là thị trường vẫn đau trên, và tới 2019 thì thị trường cũng hồi phục nhẹ, nhưng mà mình kêu giờ mình cũng chả còn gì trong tay. Thì học bắt đầu từ đấy là mình bắt đầu học trở lại với thị trường, bắt đầu học về tất cả về blockchain ở trong thị trường, cơ chế vận hành rồi các nền tảng trong thị trường. Thì lúc đấy mình mới hiểu ra là ngày xưa mình chả biết cái gì cả. Cứ nghĩ là ăn được một dự án B thì mình cứ nghĩ là mình là vua của cả thị trường rồi, tất cả đều phải quỳ phục mình, tất cả các chiến lược giao dịch của Buffett đều thua mình hết. Buffett làm gì kiếm được 1% một ngày như mình. Thì lúc đấy mình nghĩ lại là mình cũng sai, giờ mình cũng học lại thôi, thì sẽ chờ đợi thị trường lên trở lại rồi mình sẽ bắt đầu tham gia trở lại. Thì với tất cả những kinh nghiệm sẵn có, mình có học thêm từ một số group, thì hiện tại mình thấy thị trường khá là ok, mình cũng đang kiếm được tiền chứ cũng không phải không, nhưng mà chắc là đỡ vất vả hơn ngày xưa là không biết gì và chỉ có đầu tư xuống tiền, nhưng mà không suy nghĩ được là làm sao mà nó tăng giá được. Vậy thì sau rất là nhiều những cái gọi là thất bại, gọi là cháy trắng tay cũng có, rồi làm lại cũng có, học thêm kiến thức cũng có, trải nghiệm thị trường, thì bạn có rút ra được những cái bài học hoặc là những cái chia sẻ gì gọi là xương máu nhất đến cho tất cả những người đang xem video? Ok, thì mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình nhận thấy. Thì việc đầu tư thì các bạn sẽ phải hiểu nó là rủi ro, và không có việc gì làm có rủi ro cả. Thì nên đối khi các bạn đến với thị trường crypto thì các bạn chỉ nên bỏ khoản tiền mà các bạn sẵn sàng mất. Nếu như mất khoản này thì nó cải thiện tới cuộc sống của bạn. Chẳng hạn như hiện tại là mình chỉ có bỏ đâu đó tới 30-35% tổng tài sản của mình, hay tổng những gì mà thu nhập mình kiếm được mỗi tháng, để mình bỏ vào crypto thôi. Tại vì nếu mất thì nó cũng chả ảnh hưởng gì tới mình nhiều cả. Thứ hai nữa thì khi mà tham gia vào thị trường thì các bạn nên có nhiều nguồn thu nhập thay vì chỉ có một nguồn thu nhập. Lý do tại sao là như vậy? Thì nếu như các bạn có nhiều nguồn thu nhập thì cái kiềng ba chân trong nền tảng tài chính của bạn sẽ cực kỳ vững, và đầu tư thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều tới công việc của các bạn. Nếu như mất một cái thì công việc tạo ra thu nhập hàng ngày của các bạn vẫn tạo ra dòng tiền đều trong tương lai, sẽ còn đầu tư thì nó sẽ tăng hay là giảm giá trị trong tương lai, thì các bạn sẽ có thêm được khoản thu nhập đấy. Thì nếu như mà nó mất thì cũng không có sao cả. Cái thứ ba mình muốn nói là đến với thị trường thì không nên tin tưởng tuyệt đối bất kỳ một ai hết, phải tin tưởng vào những kiến thức mà các bạn đã học được. Kiến thức thì có đúng có sai, nếu sai thì stop loss, thế thôi. Và cái cuối cùng của mình muốn nói là biết chốt lời là đủ. Không phải ai cũng có tầm nhìn dài hạn. Như Bitcoin lên 1 triệu đô, mình cũng chả biết làm sao Bitcoin lên được 1 triệu đô. Và Bitcoin lên được 1 triệu đô thì chắc gì mình đã còn những cái đấy. Thì các bạn còn xin lời của các bạn cảm thấy đủ thì hãy cut out ra ngoài, ra tiền mặt, tiêu sắm hay là sử dụng những cái gì mà bạn cảm thấy thỏa mãn mong muốn ở bên ngoài. Đừng kỳ vọng
quá là Bitcoin sẽ khiến các bạn giàu nhanh một cách bất ngờ hay gì gì đấy. Điều đấy gần như không, chỉ có đúng với một số người hay tỷ lệ phần trăm nó quá thấp không? Thì đây là những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình muốn gửi lại tới chương trình. Ok, thì hy vọng qua cái video này các bạn đã gọi là học thêm cũng như là rút ra những kinh nghiệm gì đó đến từ một người mà đã ở trong thị trường từ những năm 2016-2017, và bạn đã cũng có những cái vấp ngã, cũng có những cái bài học, và đến nay thì bạn cũng có một cái công việc ổn định, và bạn như bạn nói là chỉ dành ra khoảng 30-35% để đầu tư vào crypto thôi. Thì nó là những cái bài học nghe rất là dễ, nghe cực kỳ dễ, nhưng mà đến khi mà làm á thì mới biết, và đến khi các bạn trải nghiệm thì các bạn mới biết được là nó khó như thế nào. Ok, thì cảm ơn Cường rất là nhiều đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn thấy câu chuyện và chia sẻ của Cường ấn tượng thì đừng quên đó là cho một like và một subscribe, cũng như là comment bên dưới suy nghĩ của các bạn về video cũng như là về câu chuyện của Cường như thế nào. Thì tụi mình rất là open lắng nghe, chia sẻ tất cả những gì mà các bạn rút ra được hoặc là các bạn học được từ video này. Ok, cảm ơn Cường rất là nhiều đã tham gia buổi phỏng vấn cùng với Coin68 TV ngày hôm nay nha. Ok, cảm ơn bên Coin68 đã tổ chức chương trình này cho tâm sự của những người cũ. Chúc các bạn ngày càng thành công hơn. Ok, mình cũng chúc Cường là ngày càng thành công cũng như là luôn có nhiều sức khỏe ha. Ok, thank you. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, và bye bye mọi người.